Bi ha, với ông Bi lúc đó ông đi hiệu trưởng trong An Hòa. Ông Bi với ông Dũng. Trời ơi kìa tao. Tao té đúng rồi, đi cầu khỉ té xuống ông Dũng. Lội xuống dưới dẫn lên rửa từng chút một. Thằng Dũng vậy đó. Vậy là 4 năm trời á. Bốn năm mới dễ lâu rồi. Thằng Thơm. Thì 4 năm mới dễ lâu rồi. Ừ, 4 năm á. Để em nói anh nghe, hồi một lúc đó, cái lúc mà em về Tân Mỹ á, thì đơn sự em chưa định về đâu. Lúc đó em chưa, lúc mà em bước vô trường Tân Mỹ em chưa nhận quyết định. Không có nhận quyết định ở ngoài, ngoài phòng giáo dục đâu. Lúc đó tại vì lúc là nghỉ bên lịch sĩ á, em nghỉ. Rồi lúc đó sau đó thì anh Đức Nhân với là chị Hà đó mới thấy là em hoạt động còn đội đó, mới là đề nghị họ là về rút về làm cán bộ tổng phụ trách đội của phòng giáo dục. Thì ra quyết định rồi, thì lúc mà ra quyết định đó là em đi học ở trên tỉnh đoàn á, là em học với cái chức danh là cán bộ phụ trách đội của phòng giáo dục. Thì lúc đó với phòng giáo dục là mọi người là không đồng ý, đó là em bỏ nhiệm sở bên luật sĩ. Mà bây giờ á, là đưa em về phòng giáo dục á, thì mốt sao nói giáo viên. Thì lúc đó em chỉ nghe nói ngoài thôi. Sao mà không có ly? Có ly cô đâu rồi? Cô đâu? Nó để kế tiếp thấy. Cái sau đó thì lúc đó học ở trên tỉnh đoàn á thì biết ông đó là bên ngoài thôi, còn mày khỏi thì sao mày với ông Tân Nhân là không nói gì hết. Nói mày cái bệnh của tao là vậy mà, tại vì nói thì sợ mình không xuống, nhưng mà cuối cùng á anh biết rồi, đã chị nói là gì. Lúc đó anh Tân Nhân với chị Hà á là đó với em cực kỳ tốt, có nghĩa là đối với quan hệ là mình chỉ là lính của Tư Nhân thôi. Mà lúc này mà đưa thầy dạy một không có làm đúng mấy hết là mình chỉ nhờ tới đó những lần đó là mình ở nhờ nhà ổng thôi, nhờ nhà ổng ổng ăn là nó ăn uống hết luôn, không có tiền bạc cái gì chứ á, cho nên là hai người đó không có trời á. Bây giờ nó bây giờ mình xin nhớ là chưa hết mình thằng này kêu phải chạy đâu cả thì có định là hai người có thì còn này có nghĩa là cô này là mới có bằng mối còn bình thường ở lại không lâu á thì mới nói với bà xã em mới xuống em đi chợ đâu mà đi chợ đâu có là đi xuống đó có là một cái thì không nổi hai địa điểm thôi, một á là con tàu Mỹ hay là sinh viên tự nhiên á với ba là một cái tích thiện cho nên mình nhớ hai chỗ này. Thì bây giờ em không về, nhưng mà tại vì sau đó thì thấy cái em nói là bất cứ chỗ nào cũng đi, nhưng mà thôi bây giờ để em đi thử các điểm trường như thế nào để em về quyết định. Thì em đi vô Tân Mỹ, thì lúc mà đi vô Tân Mỹ đó đi lên sơn vô quyết định đâu mấy giấy tờ gì đâu, đi coi Tân Mỹ nó ra sao thôi. Mấy học xuống nhìn đúng như giống nhìn mình nói vậy, nó hỏi ôi luôn. Thì lúc đó là Hiệp đang dạy, em chưa biết Hiệp đâu, Hiệp đang dạy bên lớp. Thì đi qua là cặp anh Minh nè, anh Dũng, cái lúc đó chị Liễu với Hiệp đang dạy bên lớp, cái Hiệp đang Dũng với anh Minh nói chừng anh biết không, chị Liễu vừa về cái Dũng nói cô Liễu mua gà về đãi khách cô Liễu, là bắt đầu là chị Liễu đi mua quà qua nhà như là nhà của dì Sáu gì đó, đi mua dì Sáu người Khmer đó, là mua gà về cái nấu cháo rồi đó. Bắt đầu là bắt đầu mình chưa có trình giấy gì hết trơn, có người này xếp thợ đã cái đầu chị Liễu đi mua gà, ông Hiệp thì đi mua bánh trái gì đó đó, nó mua tùm lum ra hết rồi về rồi. Anh Minh cũng lăn sang làm cái gì đó, bắt đầu qua vô sinh hoạt bây giờ nhìn thấy giống như vậy vậy anh em đó, cái là xếp thợ mà mọi người vui vẻ phải như giống như mình trình diễn rồi vậy phải không? Xong về tao mới luôn. Rồi xong thì đó đồng hậu quá trời ha. Đó. Cái Tân Mỹ là nghèo nhưng mà cái tình cảm nó quá. Đúng rồi. Nó là gì? Nó lúc đó không phải là những người mà nói với mình là người dân Tân Mỹ mà toàn là người đâu tới không à? Không có. Không. Xong nó qua đây mới ra. Quá. Hồi xưa giờ Tân Mỹ ra ngoài. Có mình biết được cái bụng mà thấy mình đem không ra là không có. Không nói gì hết. Chưa có mạnh nữa. Có thầy Dũng không có chứ. Chỉ có thầy Minh. Thế thì Mô Liễu là thầy kể tiền. Vô nhà Vinh hả? Thì vô ngồi nó chỉ thiếu rồi. Là nghe gà vịt đồ trùng lum. Ngát ngát cái gào rồi làm tổ nghĩa tình dữ lắm. Đó hả? Ấy không thể là quên được cái Tân Mỹ rồi chứ. Bữa nay thầy qua đây mới xưa giờ vậy mà vậy có phải không? Bây giờ nó lạ hồi xưa. Biết là ngày Tết á, bắt heo về nè. Con heo. Con heo á. Thầy nó nói thầy cho mình đụng cái thầy. Cái ly nước lạnh á. Cho mà mời thầy vô nhà thầy cô thầy đi nước lạnh á mừng dữ lắm
phải ai cũng đi đâu. Không phải ai cũng đi tới nhà. Đi nước lạnh kìa. Trời ơi, đi tuổi yếu ai vẫn cứu nước. Nè, hết luôn nè. Không. Hết luôn 100 nha. Chừng trăm chết các bạn. Trời ơi, nước cũng chết rồi sao? Ăn cơm mà. Đâu phải từ con cũng đang đổi thời gian uống nước mẹ đó. Nhớ rồi đó. Bao lâu cái nhà đó luôn. Thầy ơi, ăn cơm chứ nãy giờ mình hỏi bạn. Vô nhà em chơi, vô nhà em chơi con. Nó vô chơi vậy? Cái nó vô chơi đó con. Ờ, nó nói thôi, vô chơi không, đi không đi chơi không, vô chơi mất công. Không đi đâu. Để rồi em ba em đặt chuyện gặp bé Tư nó lo nó đi đi thăm anh rể của chồng nó thằng quên chuyện chút rồi. Cô vô nhà em. Bé Tư á, vừa về vừa ra bụng mới rồi á. Đi đi vô đám giỗ đó là nhờ có đám giỗ con mới vô nữa. Là bé Tư kia chồng nó. Dạ. Đó. Lúc con dậy hả? Ờ. Cái đó là. Bé Tư đi vậy. Bé này. Đi 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 nó đúng đuối. Bự có liễu luôn hả? Nó thầy cho em. Chứ là đi vô không ai đi đó. Cái bữa đó con học học thủy không nghỉ. Học thủy không nghỉ mới dạ đó. Rồi đi vô vô cô vô nhà em chơi con. Lại ngay dính vào trong nhà đâu à. Có những gì vô không vô. Ngay ngay dính vào trong đó. Còn có muốn một tình. Chính con rồng á. Ông nhờ lúc đó chú biết mình nghĩ ra con rồng. Vô đi rồi bây giờ. Chính con rồng mình nghĩ á. Ủ rồng mà. Vậy mới đi được. Cái nào dùng dây cũ ngã ba thơ chưa hả? Ừ. Thì sao? Đó là nhà tao ngay đó luôn á. Ở đó ba thơ em mới biết. Bởi bốn mặt tiền mà. Để bán gì? Cái bồn minh đó. Thầy á. Cái bồn này để nó đầy lắm rồi. Em này tiếng cỏ em lấy kiểu út gì xem. Ờ, uống lượng lạnh mà xuống lon rồi, em cũng xuống rồi mà uống hết. Chưa bao giờ ăn cơm ngon chứ muốn ăn. Dạ. Sao này ăn cơm nữa rồi, chúng ta ăn cơm. Dạ. Nhưng mà có một điều là anh chưa nghe đi hát lại nè. Đó, không nhận không? Gì? Chưa nghe, chưa lâu là mấy chục năm chưa nghe nên hát đúng không? Ờ, mình hát lại cũng nghe hả? Anh em, anh em. Ờ, em. CBD được rồi. Đừng mà mình hát là được mấy bản cái gì cô Thắng nữa. Xanh ở trong môi trường. Rồi đó à, bà Kiều lên lên ca. Hãy nghe hỏi. Thì áo đi. Không hát bà Tài có đó. Còn nói giả lắm ra. Cô Thắng hát bà Tài cũng cầm mi luôn. Hồi hôm có tài giúp mi nhiều quá. Hồi hôm bị giúp tài nhiều quá. Hồi nãy thầy Yên là thầy không quay xuống luôn rồi. Thầy Yên là anh vô bà Tài. Thầy Yên thì em. Bà Tài mới đang giúp mi nữa. Sao lại đi hôn kiểu chuyên gia vậy đó. Không rõ giờ. Cô bà Kiều. Dạ ông Kiều á. Bả ca bản diễn xưa, coi bản cái thứ hai là bản ba tài nhiều cái lắm con. Không phải, bản thứ hai là bản nghe cái là thôi gọi luôn á. Dạ, đang nhận ca. Bản thứ hai là bản tài diễn nhiều quá hả? Không biết nhiều quá rồi nó không hay. Bản thứ hai được lắm. Trời ơi, bản thứ hai là bản cái gì nè? Bản giống như gái bán bia không á, giống gì? Nhóc nhạc mà ổng mãi nhạc thường thường mà anh nói cái tương tự vậy mà bản nhạc gì bà Kiều mà không đăng em coi thằng người hát bài này đi kiếm hát bài kia bà Tài kiếm con ca để giống video giờ đi kiếm con ca mới ca được bà Kiều ca đoạn hay ca đoạn kiếm thôi bà Kiều kiếm con ca khác là phim là hồi xưa đâu có bị ôm kiếm con ca bây giờ vừa ca vừa ôm chắc hơn tôi đã nói không em à trời ơi rồi kiếm con ca em lên đi bà Kiều người ca được hai đoạn coi ổng cầm cái chân ba tài giật mi luôn vậy đó xong rồi em nói em rõ ràng không là vậy á mình không lẽ mình nói thì nó kỳ nói trước mặt người không có mặt người đó mà tới ngày ổng là đỏ hạ trăng vậy đó mà nó đám nhà anh Việt là anh đang trai các bạn ảnh cọc mi nhà nó giật đứng hát để cho anh hát luôn vậy chứ lẽ mình dừng lại mình dừng lại mình bối cảnh nó kỳ cục lắm mình thà là đi xuống thầy đừng nói dừng lại đúng đúng rồi không phải mình vô chụp mình dừng lại đã một thằng sai mình một thằng sai nữa dừng lại đâu được mình hai mình hợp tác thì ok mình vậy người ta bảo đi chơi quen rồi ba ca bạn nghiêm chưa đấy hợp chỉ ca hai bản không bản thiếu một ca là ca được không thế thì đó là giang nghệ là bạn cũng ok nha ba ca là đúng không hay lắm đó là mình ok mình hát tốt chụp hay lắm đầu tiên mình nhớ là ca bảo là nghiêm xưa xong rồi mới kêu chú lên xong ca đó hợp tác không ta hãy nó ca luôn phải không à khi cái em đi cầm ca được ca được hai đoạn mà tài cầm thì giật mi đi xuống rồi đi về luôn em ghét được đó cái tình nào ở đó rồi hôm mà có vợ em cũng kêu về luôn quê kỹ lắm cái bạn đi cầm ca mà nãy nó tả cái gì tả gì không giống như hơn còn lại sư phụ mình nhớ vậy đi mà rồi đó cuối đầu người ta nghĩ ca đó mà nó dạng mô tả nè thầy hồi xưa cái bản nhạc chỉ có cái này là quá quá nhiều quá rồi chỉ có dùng ngay nghe lỡ là cũng ở rồi mấy ca được về giống như
giống như quán ba giờ đó, ca sĩ giống không phải là sĩ đó, mày nghĩ là dạng quán ba kiếp cầm ca mà em nhớ cá em nhớ được em nhớ không biết em cầm nhớ giống video bây giờ đi cũng là nã giống nhau thôi mà bản, tại với hai hai thời buổi nó khác nhau ha đúng không đồng nghĩa vậy đó bởi em nói em chỉ ngửi là bấm video thì em nhớ là quán ba mày 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 rất ăn miếng rồi cỡ với là người ta thì em nói nhớ anh thằng đó đi em nói anh thằng em về em tự lái luôn nè em đi đám cưới về tự lái mà bữa ra nhà thầy Hòa chơi cũng tới tối là 7:30 em mới về về thì Ê, bố qua này có hai thằng đó nó bám theo cái nó cứ lạng lách ngay trái này là đi một mình hả dạ em đi một mình bữa đó tự lái luôn tự lái luôn trong giai sẵn rồi mình qua dưới lại thầy xong vậy nó cúng ngay đầu xe em thầy cái em mới giật lái về bên trái rớt luôn xuống giật luôn thầy nguyên cái vàng đầu là nó hết trơn luôn rồi không còn mấy chị chân mẹ ngồi xuống xe qua chế này uống ngon thầy chị vô đấy em xin mời chị mời chị Hương nghe còn ăn rồi cái tới giờ em rớt xuống nãy nãy cô nói là cô đi vậy đó ủa xe nó sửa rồi hả nó chưa đi xe khác hỏi nè hỏi 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 hai phải hai ngồi đây lấy ly dạ cảm ơn thầy mẹ thầy lại thầy ngồi không cho ngồi ghế ai cho người lấy rồi em mới lấy cho thầy à ghế nó quá thận à nào qua nắng nha đừng có chén người ta ăn còn một cách trơn thầy người khác ăn có ghế rồi ghế 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 thầy ngồi của thầy là thầy ngồi thầy ngồi nha thầy ngồi cái ghế để lấy ba cái nè em không có vậy đâu thầy thì nhiệt tình không phải như thầy đâu tự lấy thầy gì vậy bởi giờ nói với lão đấy có ai lấy đâu sẵn đâu lão lòng cái chỗ này lòng mẹ có chuyện mẹ về nhà mẹ muốn chát mẹ muốn quê cái gì mới là hết trơn luôn phải không Út lắm rồi chưa? Hết thùng đó đó. Út lắm chưa? Chết luôn nè. Ai mời ta? Ai mời ta? Đừng lo. Để thầy cho nên đi phép thầy ăn cơm rồi hả? Thầy uống nước rồi chưa? Em xin bỏ đi nước này em làm nước khác cho thầy giải khát nha. Chỉ biết thầy ăn cơm nè. Đưa ngủ nữa đi. Không có mà. Là người làm thế không nước lạnh đàng hoàng không phải cơ nước lạnh ăn cơm này nước ngọt ăn vậy khác đừng quá em phục vụ cho thầy để sau này về thầy về nhà thì thầy có khi nào hối hận những gì em mời thầy không thầy nói thầy lúc này sao thầy bị tự nhiên trong cái mình nghĩ là đứt luôn á ừ sức mạnh đứt mạch này đứt mạch đó anh đây kể cái vụ đó chính chị em kể cái vụ mà lấy mạch lên máu á mời phơi qua nắng bay xuống á em dâu ấy thường nấu á ngon rồi phải đi tập rồi phải nếm rồi mới được nếm bỏ xuống rồi xuống uống ngon hả ngon vậy là biết ngon rồi bố ơi ngon rồi cho dâu thầy luôn á nó anh kể câu chuyện mà thầy gọi xem anh kèm thầy vậy đi liên về mà thấy chuối phơi nắng phơi sương bao nắng chưa chán rồi thằng đợi nó đi qua đó vậy vậy bá cháy được vậy chú được bá cháy ba bạn bè ngồi chú cũng xem anh nói cái này anh biết cái bài mà lúc nào cũng chuyện mà giấc mơ đẹp cho biết không đâu trường ơi trời tao hay lên đó mà không biết hát cái này mà để mà nó cháy đó để hai căn tao thắng mà sao tự nhiên vậy chẳng nó không còn vợ vậy vậy biết bài đó không tao nói với vợ tao á hồi xưa anh ở dưới anh giỡn anh vô là cậu cái rồi tao u đen thôi vậy nha giờ tao tin luôn anh mà vợ rồi sao này sao lại
không, không giỡn như cái này nữa. Ủa, tại em biết lý do luôn hả? Ừ, có nghĩa là không có ai thầy đi giỡn. Cái này thì thiếu môi trường. Em thấy là có em, anh nói không ai đi giỡn không? Đang có kê về dẫn đến gặp hoàn cảnh bi không là chỉ có hại. Mỗi lần mày vô hậu của bà nhậu ra mày thấy giỡn còn ngồi là ta là từ gần 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 dữ lắm. Bữa nay thầy giỡn lại. Mình thả chờ là không được, ngộ vậy đó. Ơn ơi ơi. Ai cô bi giùm thầy giùm người ta, cứ gọi á. Đi mà đâu không? Thôi á, tháo với thằng học trò là gì? Thôi gì mà thầy có lấy thầy con nấu gì hết trơn á, nó hoài. Mà ai cô bi cho thầy? Hân. Mà anh không không lý ghế ngồi thế thì thầy được ngồi không? Chạy chạy nó lên trên. Thằng nào ca làm hơn? Quá trời. Ngồi trước mới được uống. Em có bi hữu sợ nào mà không có lấy ghế ngồi cho thầy ngồi thì thầy cũng được, không quan trọng. Cái ghế mới gọi quan trọng. Anh nói là giờ ngồi. Ngồi. Thôi đơn giản cái gì đi. Anh Nhật nha, hẹn nó 9 giờ sáng nay là đúng 9 giờ lại đó. Là em lại sớm hơn, em không vô nín mà cầu á. Đúng 9 giờ mới vậy vô. Đúng thân dữ vậy đó hả? Thấy thương không? Ấy vậy. Dễ vậy chứ học trò vậy. Đây là số 1 luôn đó. Vô như vậy là em nghĩ là em gặp thầy chắc nhìn không ra, thầy tóc bạc hết. Hết rồi. Mà không ngờ tóc thầy còn đen không? Nhuộm. Mới nhuộm hôm kia. Thầy nói thầy đi đám cưới thầy mới nhuộm. Không, chắc đúng thật rồi, chắc thật cũng đúng. Chắc trời ta tuổi này mà đóng không bạc. Ờ, không có đi nhuộm cái nhà. Là quỷ rồi chứ không phải quỷ. Tao mới nhuộm rồi. Thầy phải bao nhiêu tuổi hả thầy? 57. 57 à? Bằng tuổi thầy hả thầy? Lớn hơn. Lớn hơn thầy. Lớn hơn tuổi. Nhìn thầy đâu có già dạ đâu nè. Tự nhờ nhuộm tóc cho tốt lành. Con trẻ hơn rồi. Người ta sống vậy đó. Sống tuổi thiệt không à. Người ta như vậy đó tại á. Nhờ cũng đi nhuộm đây á. Nhà bà xã bà lo dữ lắm. Đó là trời ơi, nhuộm đây chắc anh chết. Cũng đừng anh sống hết trơn. Là em mình lo anh uống một bữa bộ mà. Rồi anh ngủ buổi sáng rồi hết uống rồi. Nãy giờ có báo cáo là bình an chứ. Quá luôn. Mà trước đó là tao. Trước đó là tao. Quyền với 8 là một kết rồi. Một kết bia nhà 8 rồi đó. Đó là uống hết một kết mới đi nha. Mới cho đi chứ không, không cho đi đó. Mày ăn miếng cháo rồi. Ờ. Vậy là cái ghế nhà con xong rồi. Cơm xong rồi. Nhà 8 rồi. Để hồi nó không lọc. Không phải thầy uống bia luôn rồi em hồi. Chết đại thằng ngậu con cũng bị nói mà không nói gì cũng nói thằng này, thằng này cũng không về về nhà bạn bè thầy giờ chung cũng không nói gì mọi giường cũng khổ ổn về chưa diệu cơ nè đi chơi nghe nè bình thường em nói rồi rồi một đứa học trò cuối cùng nữa nó mời nhà ăn cơm chứ không có uống gì trơn á rồi nè ăn xong rồi chuẩn bị gì à nè 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 em nói với con á uống rượu. Alo, dạ, em chào cô. Dạ, năm mới em chúc sức khỏe cô. Chúc muộn, dạ. Cô ơi, cô yên tâm, thầy đang ăn cơm ở nhà em. Ăn thôi chứ uống. Dạ, không có uống, học trò đâu mà không còn ăn nữa hết. Tận 2-3 người đồng nghiệp với thầy. Học trò đâu có uống, học trò. Dạ, còn học trò nó không dám ăn hiếp thầy, đã có em ở dưới bên rồi. Dạ, cô yên tâm, dạ. Dạ. Ai ăn trước này thầy con vui nữa hả? Chứ bắt cá cũng có cá nữa không? Của em hả? Dạ, em cảm ơn cô, dạ. Em hứa cùng con nghe. Dạ. Cô xin đó không con? Hẹn ngày nào học trò đi qua nhà cô chơi chứ nha. Cái này mình qua nhà anh. Dạ. Ai xin cổ tay giùm cho Tùng luôn á. Xin cổ tay giùm cho Tùng luôn. Để Tùng có con đi thở lại nghe con. Để Tùng nói mẹ. Từng đó, từng. Trời ơi, 30 giây bây giờ được xá gì là 30 giây. Không, thì mình nói vậy là biết xin cô ta từ trước rồi. Sau này mình có lên nhà thì mình đi lên ăn uống về khỏe lắm ta. Đó, nhạc đó. Thì ông nhậu gì hả? Nãy nó nói, không biết thầy Minh là nhớ nó không? Em nói học sinh cá biệt là nhớ hoài chứ làm gì không nhớ đâu. Mình có cái cho cô bị không? Đúng nhắc bài vậy. Học sinh cá biệt đó. Các bạn phải nhớ hoài nha. Nhưng mà ngộ nha, thì trở nên dạy cũng cá biệt ha. Thì Quýnh thấy bà luôn ha. Mà sau này nó ra vẫn gặp vẫn mừng. Bởi vì mình thấy mình là hiệu quả. Bởi vì nếu mà thầy sau này thầy có con nha. Thầy ơi. Mà dân thị xã nó quậy còn cỡ nè. Dạ không, mấy thằng này là mấy thằng gì. Thầy, bởi vì thầy nói với em, thầy Diệp nói cho không.
Bởi vì đánh này đánh nè, bởi vì tụi tao không dạy mày, bây giờ mày cứ nghĩ là mày với học con mày học trò bây giờ có đứa nào tốt hơn nữa. Em nói tốt. Bị thiệt bị đánh là tốt hơn. Thế đâu có thầy á. À, thầy không thầy nói không? Đúng ra thầy làm cái này chính là đúng vậy không? Công an, công an. Đó, nãy mày nói rồi. Rồi mà chính là công an. Có kỳ á, vô lớp rồi đó. Không thuộc bài á thầy phát hiện được đó. Lý do có cái sợ rồi. Thì đó bắt được. Thầy lớp là lúc nào Bữa nay đứa nào không thuộc bài tự giác đứng lên. Còn anh nhìn mặt là biết không thuộc bài liền luôn. Thôi khỏi ha, thầy uống rượu hai ly thì có em cũng còn chút xíu à. Thì cô uống nhiều lắm mày ơi. Uống nhiều luôn mà uống nhiều lần á. Không uống nhiều lắm. Em mới uống nhiều nè. Em tới tại lúc em tới là một dập mà hồi từ chiều rồi. Em với thầy uống là thầy em uống nhiều hơn thầy. Thầy uống người khác thì thầy chịu. Chưa uống là tới sao rồi. Đâu có lên. Mày đợi sao rồi? Em đợi sao mà em nói em uống với thầy là em uống nhiều. Ông Dũng uống có. Hai ly rồi thầy em uống nhiều lắm. Cú cầu kìa. Sao biết lúc đầu biết từ chối. Mà cú cầu là không ai đây dựng cái là ngừng cái này không được luôn á. Dũng á. Ủa mà liên tục cái năm phải đà lên thôi từ từ. Tôi thấm cái điện em nói có thầy Ngọc Quynh về tối nay thì về Vĩnh Long luôn rồi. Mừng quá, có gì trái buồn quá. Ủa, thầy liền phải không? Thầy nói chuyện. Có nghĩa là lâu quá gặp thầy, về gặp thầy có làm sao? Để thầy ngày mai em đi đám ngày mai là sao ngày nay em đi không gặp thầy. Không đốt lần gì đâu, chứ em không trả thù gì. Phải biết ổng rồi. Biết là bữa nay không em qua. Bữa nay em nhậu qua. Em nhậu qua từ lúc 9 giờ đến 4 giờ em đi tới nhà đó. Tại qua lượt nhà cho người ta. Mình phải gắn qua ha. Thì cô đóng cái điện vậy đó. Má em ngồi đây ông đại cô á, ông nói trời ơi hồi nó đi về từ đây tới chiều kiếm tới ba cái hàng đó. Thầy cô kia vô. Kiếm tiền 300 ngàn ngày 300 ngày 300 ngày 300 chỉ học trò làm có 300 bây giờ nó cũng biết to rồi có đứng rồi. Ủa này gì chú có gì cho con đi làm mấy chú thầu thợ hộ đây. Trời ơi kiếm tiền làm không phải kiếm tiền 300 á mới lợi nó trả nó người ta trả giá không được với nó luôn chứ là không có nó miệng quá trời cái miệng anh có nhớ ngô không Út Ngô nhớ rồi. Út mà nói anh mà gặp nó với Út Ngô hai đứa mà nó đứng rồi sớm tại đây cái bữa lên cô vậy tại từ từ nó về con cười muốn đâu bữa rồi chờ hôm bữa bà trên em về em đang đang cường nói với Út Ngô nói vậy là em kêu quá nó đổ ra rồi chưa vậy nhớ lò lẩu em không không phải nó đổ rồi chứ chú chọn về về sắp em có xe nữa trời ta bữa nó hôm lát nó con cười mà con anh về anh đi khỏi đám rồi anh đi qua nhà bạn chứ anh về nè em kêu nó trộn hồ tô cái đà luôn rồi em kêu nó đô là cái cửa cũ hồi xưa không cái nhà cửa cũ hồi trước á lên xe tài xế nó còn đắt đầu còn cái cột cái trắng á nói về chủ tịch rồi đó. Chủ tịch thì nói luôn đi. Thôi chủ tịch thôi được rồi. Rồi. Lỡ lần nữa đi. Thì nói rồi. Cái đó bây giờ tiếp về đi. Tiếp về đây là học trò của thầy đó. Là không phải là riêng em mà tất cả các bạn nữa là nói chung công an việc làm tất cả mọi người. Còn vậy là y anh Thanh nói lên anh Thanh thì em Thanh thì cũng vừa chủ yếu giờ yêu cầu về tới nhà là
là một công dân đơn giản chứ là gì giờ ở giữa công dân là gì nhưng mà nói chuyện gì em chấp luôn đi thầy cãi em là thầy sai anh nghĩ là ra em đâu có sai đâu thầy cãi để ra khỏi nhà không có công dân để anh chặn nó anh hiểu á mà em không sai mà sao thầy cãi nè cái em nói sai thầy mới cãi ngăn chặn chứ thầy ơi bây giờ mình gặp em hồi xưa kìa mình mới giữ em cũng gặp em thầy hồi xưa rồi thầy em mới nên người cho ôm cái gì vậy cho ôm ông mẹ nhỏ ốc hết trơn thầy không cho ôm em cũng muốn người ốc luôn đấy hả chứ em cũng được làm mướn thầy ơi cũng đi làm về cuộc sống nhưng mà làm mướn nó khỏe hơn có công việc đều đặn nuôi vợ nó con vậy. Chỉ thôi cũng vậy trường tư á là trường hồi xưa em làm á là làm áp thanh là bí thư em phó bí thư rồi giờ thanh nó là nhỏ nghe giờ nó chủ tịch em bí thư lộ bí thư chủ tịch xã hội em xã bây giờ thanh chứ thanh nó chủ lúc trưởng hoài mình tổ trưởng là dữ lắm à bữa thử thầy biết đó thầy á thầy nó chủ lúc trưởng mà em chỉ là tổ trưởng thôi giờ thằng nó đi về xã em mới được thay chuyên viên thư của nó thôi không chứ thằng nó ở ngoài là em mua đâu ơi đừng bỏ lại nó có đâu biết của nó hỏi em đời cũng có nhiều cái dính nhau này trong hoàn cảnh của cô đi đúng không đương giản ấy mình không bao giờ ta có nói gì đâu mình không bao giờ ta mình không được chú mày sao bây giờ ta bởi giờ bản thân em giống như cây chùm gửi á mày gửi cái cây nào mà có dinh dưỡng nhiều thì cây nó tốt một xíu cây nó xấu một xíu mình chết là em khá có tay không nhà ba em nói sao mày làm biết dữ vậy thầy đụng đi cứ thầy mệt thì cứ đầy ra nói giùm em giống như thầy Minh vậy đó hai ba thầy thì em không ép mà thầy Minh em ép hơn quá giờ ra chịu không nổi một hai ba mình chưa nói người ta sao mình nói thì nói lên sau này nó là như là phó phòng thanh tra của phố Vĩnh Long còn ai con phố thanh tra mà cô đâu biết là lúc mà anh về đó cái nó vô nhà cô thì nhà cô hơn nhà cô thì nhảy tại thầy như ra nó có đi vô đâu vô dạ phải đứng không em thấy cần ghế thì thầy không tại thầy như ra em đâu lớn thầy ra nhìn cái gì nhìn chóng mặt thấy em vô thấy thầy ra mà lại tự động thầy đi ra chịu thầy cũng từ từ đúng rồi sau này làm hàng rào ở trên có cửa cổng này mà bố là cái điện thoại nha có điện thoại nào hoàng bố chừng nào mà em này bắp bực thì cho ra còn không cho ra là bắp bực thì bận xuống ở đây vậy có còn không có chứ trên cảnh có đó vô là bóp gạo có muốn ra leo gạo ra đi đọc ra nãy em gót được mấy miếng rồi thầy về đây ngon thầy nãy thầy có thì ngon thầy ăn cơm với dưa mắm rồi mà bắt ăn mưa dưa mắm không hả uống nước quỷ thần ơi tôi chạy về chắc uống chết nước luôn á uống bia chạy khác đâu dài lắm nhiều cái uống bia chạy khác đâu dài lắm không tin hỏi thầy về đây em về mua mình đi với thầy thầy uống nước lạnh á thì hồi nó mới khát nước liền rồi thầy uống bia đi thầy dưa mắm uống bia nó về thấy lâu không nước luôn nước kinh nghiệm mà đâu hay đâu mà mấy em lo nghe em nói hỏi mình tích chết không á cô bữa đó em đi với cô Thấm mà rồi bữa đó ai nói với cô Liễu bữa đó có cô Liễu có cô Liễu nữa rồi bữa đó cưới nhà cô Đức Thành đó dạ dạ bữa cô Thấm với cô Liễu tính vậy cùng với em luôn bữa đó phải chung có cô chắc không sao mấy giờ mới đi qua đi chung nó là hơn là sốt hơn qua mấy giờ mới qua mấy giờ mới về nhà đi chợ tụi em mới chở về nhà bảy giờ tối đó nó thấy có một mình đúng rồi dạ. Có hai đàn bò kìa ví dụ gan kia học cho đi xe đó ngoài gì vô đâu thấy không nợ xe ngoài gì vô đâu thấy đâu thấy không thấy tại vì qua cầu trộm á có đèn hả là nhìn thẳng mấy trước kìa sáng nay mà chạm ô tô hả đèn sáng rực kìa phải người ta nhìn mình á hỏi thấy không á thấy không thấy ở trước tại vì nó qua cầu trộm là nó đã theo em rồi ra vô kiếm nữa thấy rồi là nó quay lại nó cướp đầu của em với dạ. Kia em thắng xe lại thắng xe lại là cầu nó mới cướp thấy không nhưng mà không ngờ là em giật vô không ngờ là giật vô té xuống dưới đó nó quảng hồn nó sợ luôn cái dốc cái dốc bữa cái dốc sáng bữa đó mà thầy qua vô phúc huệ phúc hưng bữa đó em tâm lên em tâm vừa lên ổng xíu thì con Liên Kỳ Sơn lên tới rồi em đi về thì cô bé hai mới đi lên lúc đó em với thầy em về gọi đang nhậu nhà Tăng Hồng Hòa
có thầy Hòa luôn. Cô với hai nói chồng phải biết mày ở đây tao đồ lợi đâu nó báo thầy Hòa làm chi. Báo thầy Hòa báo tên cho cô với hai đi. Báo thì nó hai đi mà cô với hai phải gì nói cho thầy Hòa biết. Phải có mày gì đây tao đồ lợi chi. Nó bài luôn chứ nó không có đạp mạnh quá. Lúc trời ơi mà thắng lại ha. Không thầy ơi cái lật kia là chết rồi. Cái giật mình cướp rồi. Chết cho nó rồi. Cướp liền rồi. Khu vực này à. Thầy ơi thầy. Khu vực này không có cái vực nào mà khu vực đó nó nghèo lắm. Gấp nhà cửa đơn sơ này. Gấp nửa khoảng 3 mét chứ. Có nghĩa là người ta làm lộ nâng cấp lên. Mà khu vực đó người nghĩa là dân mình lấy khổ để biết cái nhà biết. Có nghĩa là người ta phải vào ta nâng cấp lên cấp cao mức độ. Mà nó khu vực đó dân cao. Không có nhà mới cướp. Nên hồi xưa cái lộ làm bao nhiêu mà người ta không được. Nó quay lại nó cười. Em nhìn đồng hồ xe em nữa, em nhìn đồng hồ chạy bao nhiêu cây số. Thì em nhìn qua thì em thấy có 40 à. Em nói vậy là tốc độ cũng vừa. Rồi cái em thấy nó chậm chậm, em mới vượt lên cái nữa. Rồi nó song song theo là nó cúp đầu xe liền. Nó lên cái khúc nghĩa địa đó là cúp ngay đầu xe. Dạ, trong cũng trong. Cúp đồ xe để giữ lái. Mà nó may, nó xui mà hên. Có lật xuống đó, cái thằng kia phải nạn mà đâu dám. Dám có mặt cái đó. Sao bác hiện là chết liền. Đó, bỏ đi luôn. Nha. Từ khoảng đây ra chỗ xe mình xuống thẳng ra tới cái lộ rồi mới xong đó. Bữa đó chạy đi một hơi mà cái người sao cao một mặt cái xanh người ta mà xanh cái chủng mà nó cao 3 mét cho mặt bộ á. Đi một hơi, đụng cái chỗ đũa, dừng lại 2 mét nữa tới mương. Cây số lũa nó bự cỡ cây nhãn á mà em đụng nó ngã gốc luôn á thầy. Cũng may có cây đó nó chặn lại. Thôi xuống mương. Mương cấm đầu là mệt á. Không mở cửa ra được. Không mở cửa xe được dạ. Không? Dạ. Mà dưới mương là nguyên một vùng dưới không Tăng ơi. Hết cây vô đũa tới mương là chuối không. Xe em là hư hết trơn không mạng lớn. Nhưng mà thay tính nạn cũng được. Còn nếu mãi thầy ơi không mạng lớn. Cái ngày anh Hừng đi đám là mất 5 triệu mấy rồi. Em nói rồi khỏi cô Thấm thầy nói. Hên quá. Ủa đi thầy người đi cứ đi tâm chơi đi. Không mất tiền mày chết. Vậy bây giờ không bị luôn. Mặt thầy yên nguyên không? Bữa đó là mệt rồi. Nhưng Thắng đứng xe lại là mệt. Dạ Thắng đứng xe bảo là mệt liền. Cái nghèo ra là mệt. Chứ nói liền bảo đảm là mấy con nó có vũ khí luôn. Nó chạy lên cái dốc. Nó quay lại. Trời ơi xe. Lại, nó cười là em thấy ta em. Ta đứng bên mở rồi thằng Tâm này đứng nhậu đưa mày chạy cho đó. Nó chạy cho đã thôi. Xe đi ra ngoài đường. Chiếc xe mày chạy ra mui hết em hả Tâm thôi. Trời ơi nó lên ra mà không có đi. Xe mày nó mui hết Tâm. Cô đâm mui hàng kia nó chậm nghe cái chiếc xe nó gống mà nó không chạy, có đi. Chạy lên tới cầu Hồ Ly nha. Đi hút gần tới Mỹ Hòa. Hôm qua rồi cũng mừng. Dạ. Rớt xuống giật rồi cái em không thằng em không có mở cửa anh không biết đường mở lúc mà anh thật rồi á cái ông chủ nhà em mới kêu là nghe nó nói lên sao lần lần đưa qua cho mấy đứa em coi đang biết chỗ nào là nó lỡ đang định nó hỏi em đang có liệu đang nhậu nhà đang buồn qua ở đây phải không còn đây còn đây mà cái thằng nói chuyện đang buồn qua cả nó nghe là nó nghe là từ giờ ông lên lên chạy con cái à mà tôi có chạy lên gần tới Mỹ Hòa chạy lên xong rồi mới quay lại nói là ở đây không em nói ở gần Con bị dừng thôi. Giờ em nhìn không ra cái môi mà. Ủa cùng tay không nghe cái môi, không nghe đúng mùi xịt bào xong luôn. Uống đi nó nhiều quá. Mày nghĩ rồi. Thôi có thiệt mà. Có à, có sao mà em không ngon cái sao cho môi gì xong rồi. Thấy nó đi đâu rồi. Nó dính máu là ngạc nhau. Có nghĩa là thật. Nó không có nhìn ra cái môi để đây nữa. Dạ, em bị chạy. Hên quá. Em không qua lăng mày. Mặt
đi lên ông em nói em có sao nữa không, có sao nữa tối không, tối có sao hai đứa ôm nhau nói chuyện đi, để nó lại bữa sau giặt áo đi, mà không phải màu son mà cái cục kia, nhưng mà không phải cái môi luôn á, nó cũng môi sưng dính nó áo làm vui vẻ vui vẻ đó, mình nói thiệt mà bữa đó gọi điện đó vui vẻ thiệt luôn. Ừ nói câu rồi giờ em áo nó không gáy gì hết á, có nghĩa là bạn mẹ ở thăm nói thằng bị bể môi chảy máu dính vào máu anh, áo anh vậy thôi dập môi chứ bể môi là mình lại dữ dằn hơn đứt cho một con áo dập môi nhưng mà biết trong họng là nó mặn mặn nó có máu rồi. Em không cảm giác không? Được, em mới rợ thử cái răng còn không, mình rợ thử răng thử răng thử. Thử định lên đi đêm. Đi mình rợ đời em quá mà. Bất kỳ cái xe gì cũng vậy. Bây giờ quỷ quái lắm. Dạ không rồi. Không, mình nghĩ cái đường nó đâu đến nổi. Con đường mà phù ly á, đường cầu nha. Là sao vậy? Lúc trước là viên gia cướp không? Hồi xưa không vậy giờ hồi xưa á, lúc đó chưa có chưa tới được rồi giờ là nó là nó là chút giá chưa được rồi đúng rồi hồi xưa là dữ lắm, nó là cái mặt số dân cư nó cướp không á, nhất là cái chỗ mà cái dân mà cái trên trận cái nổi á. Nổi bây giờ mình đi không có đường đó nữa. Bây giờ cái tàu thơ nằm nằm dưới này. Bữa đó mà nếu mà em bất tỉnh trong xe em cũng chết. Cái nguyên cái nước có thể chạy nó bể hết trơn luôn rồi, nước không còn luôn á. Coi như bể hết, cái tới thằng con em nó xuống á, nó đề máy lại xe bốc khói lên. Bốc khói nghi ngút luôn là nước qua bể các nước bể đổ cho nó không mình xe mở ra đề máy lên. Thôi vậy nè, có lực lượng nào đến cứu trợ mình không? Dạ không, rồi bắt đầu em có nhà không ạ? Điện cho cô Thắm rồi điện ở trên nhà. Dạ, nhà nhà xuống xã em xuống. Giả thường là bà xui, ông xui đưa xe xuống thì rước đưa anh thần về, còn ở đây người ta lo á. Xe cứu hộ. Mà kêu không được, nó nghe mấy đứa nó nói là kêu mùng năm Tết á, kêu không được nữa đó. Chứ không phải ấy đâu. Nhờ mình quay nó, nhờ quay nó thầy, nó mới đem xe xuống. Nó kéo cái xe mình về, rồi công an cũng qua ăn Tết. Dạ, dạ, dạ. Công an rồi bảo hiểm nó xuống nó ăn Tết liền luôn á. Chứ nếu mà không á, thì bảo hiểm nó đâu có chịu. Bảo hiểm xuống luôn. Bảo hiểm với công an huyện Tân Bình á. Chứ không dạ. Phải công an chợ ôn. Cúp đó là của Tân Bình rồi. Rồi tới đèn đường mới có Bình Minh. Cúp nào của Tân Bình? Qua cúp Bình Minh chút xíu là Bình Minh. Của Tân Bình. Còn ngày tới rồi. Qua chùa anh chút xíu là qua chùa còn ngày tới rồi. Quốc khẩu chút xíu là của ngày tới rồi. Bên chợ ôn còn có một khu. Khu à. Thì đây cặp mấy xong là của chợ ôn thôi. Còn từ cái ngã ba mình quẹo lên đó. Thì cái chỗ là của thằng Gia Lộc. Cái chỗ cái cổng là của ngày tới rồi. Lên cho chùa quẹ là của ngày tới rồi. Rồi dạ nha, bác. Lại mày về luôn hả? Ừ. Thôi đi. Đợi đợi xíu em cũng về luôn, anh tính nói đó. Đi hai thằng trước à. Thôi giờ tính nói là mới vừa cho nói thôi, mình uống ly ra bằng cứ hết. Rồi về. Cũng kết thúc ha. Đúng. Tại vì ngồi thầy mà quắc thì gì thì về. À, mấy thầy của em muốn gọi thì mình nói muốn thì chứ. Lâu lâu rồi không quá trời quá trời em bậy tao mày bị rước tao còn quá trời phải uống ai không hả đáng tin bữa là bữa nay tao không uống nữa rồi đồng ý tôi rất thầy của ai của thầy quên lấy số điện thoại xin số điện thoại của thầy 0933 599 91 đây gì về bước qua xin cô đi bữa nay có một lần những năm mà có lạc đường điện thoại lúc này khi này mày lạc đường mày sao có biết mày đâu rồi 599 thầy thầy chỉ chỉ thầy. Không 0933 599 gì nữa 91 em bé lạc 0933 đứng ở đâu đây không trước chừng em bé lạc à anh đừng nhá qua luôn dạ anh hỏi cho anh đừng cái này thuộc hết thằng em muốn làm gì anh nhớ sơn của anh thường là dễ dễ quen á 0909 mà cảm điện á 905 phải không rồi ở trên này không có năm trời nó bán chim này mình muốn xài cho mày xem nào gọi tắt đi Thầy ông này được đợi không cái ông này nè chỉ cần trong này thôi em muốn trả lời mà em sợ
cái máy nhà đi. Của ông bị cháy rồi. Dạy, dạy dạ. Đường rồi, đi ngồi cứ lỗi em hết đi. Ông nhắn tin cho em, ông nhắn tin cho tôi chắc rồi. Rồi em thì không biết rồi, nhưng mà ông á, vợ ổng hôm trước điện gặp vợ con bữa rồi. Đã biết vậy còn đi nhắn tin buổi tối nữa. Tại thiệt. Không nhắn tin lại. Trời ơi, chị trả lời ok thôi, chứ không dám nhúc nhích cái gì nữa trang á. Chị nhắn tin ok là bữa nay nhà cháy rồi, đó đó coi. Ông hẹn với em á, là 11 giờ gặp nhau. Không, mình đi đám cưới. Mà nhắn tin ban đêm lúc 9 giờ mấy rồi. Mình ghi chữ Hùng. Anh Hùng không thấy cho gõ cho anh Hùng. Đó. Anh Hùng nếu tại sao? Tại thường thường em nhắn tin em không nhắn một người. Anh Hùng em bảo ai em thường hết được. Thầy em bảo đảm thầy cái điện thoại em thì không ai đụng vô. Nhưng mà của ông này vợ đụng vô mà. Anh Hùng ơi, anh Hùng xui. Chỉ một lần đầu tiên là em gờ cái máy mà. Ngay anh Hùng điện. Gờ cái máy. Cái máy mình dùng thì gờ không nghĩa là mình có bỏ túi là cái ý thần điện chứ anh đâu chứ anh đâu người ta cậu có ghen người ta anh người sao á sao vậy mới trả lời một cái mà nghe nói vậy mà hỏi sao không có gì không vậy đó hỏi vậy nè anh Lộc đi ruộng rồi có gì không rồi. Em mới nói rõ ràng luôn, em nói em là bạn của anh Lộc học ở trường Tân Mỹ nhưng mà bây giờ em có việc em cần nói chuyện với anh Lộc tí xíu, nói rõ ràng em anh hỏi đàng hoàng chứ không phải mà hai người đã gặp nhau rồi, đám cái nhà, đám cái nhà hiệp rồi trước rồi à. Không, tại đẹp quá chị cho tại ghen ai da nữa bởi vậy ừ. Nhưng mà rõ ràng cái câu nhắn tin vậy thì nó rõ ràng nó cũng có cái ẩn ý phải không dạ. Vậy nè, hẹn ngày mai 11 giờ anh em mình gặp nhau. Trời đó. Thì em không nói rõ là không có nói anh em nữa. Cái gì vậy? Tại em nhắn tin nhiều người. Được tin hay không? Rồi em mới em nói chạy chạy. Câu nói thì rõ ràng rồi. Trả lời lại với ổng. Linh, câu trả lời đâu đó. Trả lời không được. Nó rất nhiều lắm em cũng xui, có một lần có điện thoại rời khỏi thân bản thân em mà ngày luôn có thằng điện một với một mà thôi à. Một lần nói duy nhất tình ngay mà Lý Giang đó. Lý Giang đó, rõ ràng đó. Hồi tối thì em cũng muốn trả lời lại thiệt nhưng mà giờ trả lời lại đây rồi của trả lời cho lại cái nhanh ốp em mới nghe điện thoại các có chuyện nữa còn ngâm nữa thôi chỉ ok ngắn là thôi. Hồi đó em đi thi cái này, em đi thi, em thi bên bên lực thiệt không nói là em muốn làm bên lực để cho mày bạn bè mà có cái gì đó còn dựa vô nhưng mà tôi thấy thằng này bà chữa bao không 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 có sợi không có lý do rồi bây giờ em nói nó bây giờ không mà chỉ cần cho qua đi trời ơi nó là hao la lắm thầy không có cái mấu chốt nào mà để mà binh vực tôi không có điều khoản nào hết trơn phải không có điều khoản nào đâu tức là dùng lực như thế này là không có điều không có phản không có không em nhắn tin nhầm nhắn nhiều người lắm chứ không phải nhắn đàn không biết rồi nhắn nhóm gì rồi nhắn nè có uyên minh nữa nhắn nè tạo có nhóm rồi nhắn cái hộ ngày mai 11 giờ gặp nhau ở nhà thì quà nha hẹn gặp lại vậy thôi nó giống nhiều người quá rồi không phải có một đứa kia chị đứa dùng em nữa sao em trả lời lại á bà bắt máy thì thấy phiền quá thành cháy nhà nếu em mà cố tình là hôm em làm đang cháy nhà nha trả được thì thấy phiền vui rồi thôi mà cứ từ đưa đi đi ổn cháy cuộc đời ông cháu mà cái nhà mà nó bốc khói rồi mà nó không nhà là hậu mà nó biết em không sao nó trả tới nhà đứng nhóc dạ không nó có biết mà em nhắn gặp biết mà biết gặp lâu rồi lâu rồi nhà nó không sợ cháy sợ cháy nhà hàng xóm đúng rồi một câu nói hay thôi vậy thôi vậy rồi dạ rồi dạ cầm tay hết chân nước đi về thầy đó lấy cái này luôn à em lấy cái mới ra lại không còn còn nghe phải còn lạnh chai kia lạnh nhiều hơn bỏ vô cho thầy vậy lấy cái gói cho thầy có nước rồi nha đây trên đó là chạy hơi tới rồi nước tàu mình đặt cái khác khô ổng quay ai có dẹp lại qua Cần Thơ đi rồi rồi ok em qua em ha em với dạ. Có thể là 0933 599910 ông Phương ông Tuốt ở Đại Ngãi ở biển rồi thầy điện nhà ổng ổng đâu có từ nó là từ 1 cây đến 15 cây là nó có ở lúc nào cũng dạ. Có ở Cần Thơ coi như một ngọc tháng ở Cần Thơ nữa đấy dạ cái công việc có nói là đúng đâu rồi nó ở đường Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Cừ đường Mới Tinh dạ lỡ 20 đó thầy á biết rồi dạ đường Mới Tinh thôi thầy có trường đại học y dược đó luôn mà dạ